đứng trước bóng đang là Hữu Định. Sẽ có ném biên dành cho Topelem Bình Định. Đội khách đang nhập cuộc rất tự tin trên sân vận động Thống Nhất. Cho dù Huy Toàn không thường xuyên được đá chính, Văn Thuận sai lầm, dứt điểm ngay. Hơi chậm, đó là pha dứt điểm của Trần Thanh Bình. Trần Đinh Minh Hoàng thường xuyên có những pha xử lý khiến cho các cổ động viên của Topelem Bình Định phải thót tim. Thanh Bình tung ra một pha Henryo. Pha xử lý của Hữu Định. Dứt điểm. Tỷ số được mở dành cho Topelem Bình Định 2-0. Hai bàn thắng dành cho Di Mario và bàn thắng mở tỷ số dành cho Topelem Bình Định. Tiền đạo mang áo số 9 đã giải tỏa sức ép khi anh nhận được rất nhiều sự kỳ vọng, nhưng đến bây giờ anh mới có được bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Thi đấu rất tự tin và cuối cùng Topelem Bình Định vẫn là những người có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Di Mario đang rất vui. Một pha nã đại bác trái phá và rõ ràng là Nguyễn Thành Thắng đã không có cơ hội để cản phá. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người kiến tạo đó là Hồ Tấn Tài. Pha ép lòng rất căng của Di Mario. Quá đẹp mắt. Người chọc khe cho Hồ Tấn Tài đó là Lê Thanh Phong. Và quả thật Hồ Tấn Tài đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sơ đồ của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Ngày hôm nay Tấn Tài không ghi bàn. Lâm Tị Phong. Henryo. Không có lỗi việt vị, người băng xuống là Trần Đình Kha. Một pha bỏ bóng rất khôn ngoan của Di Mario. Đánh đầu, tỷ số là 2-0. Một pha phản công sắc lẹm của Topelem Bình Định. Những phút thi đấu rất thăng hoa của Di Mario. Bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay và là bàn thắng thứ ba của tiền đạo này dành cho Topelem Bình Định. Quá hay. Sức ép cực lớn dành cho huấn luyện viên Potking. Nếu cứ thi đấu như thế này thì một trận thua với tỷ số 0-3 nữa hoàn toàn có thể xảy ra trên sân vận động Thống Nhất. Di Mario bỏ bóng để Đình Kha thoát xuống rất nhanh. Một quả tạt rất chất lượng của Trần Đình Kha. Một pha bay người đánh đầu cũng rất đẹp mắt của Di Mario. Tất cả đều rất hoàn hảo. Thanh Thắng hoàn toàn không có lỗi trong hai bàn thua của Thành phố Hồ Chí Minh. Đó đều là những pha dứt điểm có lực đi rất tốt của Di Mario. Henryo. Đánh đầu 3-0. Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài là người nâng tỷ số lên 3-0. Rất tuyệt vời. Một hiệp đấu quá mỹ mãn dành cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số là 2-0, nhưng ở phút cuối cùng của hiệp 1, Topelem Bình Định đã nâng tỷ số lên 3-0. Hồ Tấn Tài cũng đã có bàn thắng thứ 3 cho Topelem Bình Định ở mùa giải năm nay. Nên nhớ rằng anh là một hậu vệ biên. Khuôn mặt quá thất vọng của huấn luyện viên Potking. Rất đông các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh có mặt trong vùng 16m50. Còn pha đảo chân của Henryo không khác gì Riyad Mahrez. Rất mềm mại và kỹ thuật. Barros đã lùi về nhưng anh không theo kèm đối với Hồ Tấn Tài. Quá dễ dàng. Không ai bật lên tranh chấp quá gắt gao đối với Hồ Tấn Tài. Và hậu vệ màu số 4 đã có bàn thắng thứ 3 cho riêng mình ở mùa giải năm nay. Giapaolo sút xa. Bóng đã nằm gọn trong tay của Vũ Tuyên Quang. Đỗ Văn Thuận.
Zapolo thi đấu rất xông xáo và rất chịu khó tung ra những tình huống sút xa. Zapolo xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ. Sẽ diễn ra một trận đấu rất đáng chú ý, trận cầu 6 điểm ra đội cuối bảng. Lâm Thị Phong, vẫn đang là Lâm Thị Phong. Một pha bắt bóng rất tốt của Vũ Thiên Quang. Anh đọc tình huống rất tốt. Và khi Lâm Thị Phong ngoặt bóng thì Vũ Thiên Quang đã bay người bắt bóng gọn trong tay của mình. Rõ ràng họ rất vui khi ngày hôm nay đội bóng của họ đang dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 3-0. Một pha bắt bóng khá lập bập của Vũ Tuyên Quang. Anh mất hai nhịp để ôm gọn trái bóng trong tay. Trần Hoàng Sơn đã bị phạm lỗi. Đây là phút thứ 70 và tỷ số vẫn đang là 3-0. Barros, Lâm Thị Phong, Barros. Các cầu thủ Topelec Bình Định đã lùi về rất nhanh rồi. Quá thiếu chính xác. Đó là một nỗ lực cá nhân của Junior Barros. Đều là những pha xử lý cá nhân và đều đem đến sự thất vọng. Phút thứ 80 và tỷ số vẫn đang là 3-0 nghiêng về phía đội khách. Cơ hội. Người áp sát là Hồ Tuấn Tài. Abung Kyon. Có vẻ như thủ thành Vũ Tuyên Quang đã bị đau. Chúng ta cùng xem lại tình huống áp sát của Hồ Tuấn Tài. Một pha không chuyền tốt của Barros và Hồ Tuấn Tài rất nhanh. Tuy nhiên thủ thành Vũ Tuyên Quang cũng băng ra kịp thời để ngăn chặn tình huống dứt điểm của tiền đạo mang số 10. Trung Tình. Lại là pha dứt điểm của Zapolo. Người không chơi bóng trước đó là Xuân Nam. Rất kỹ thuật. Cơ hội dành cho Topelec Bình Định. Cơ vào. Hai cầu thủ của Topelec Bình Định lao vào nhưng đều không chạm chân chung bóng. Đường căng ngang vào phía trong là của Henrio Da Silva. Trước đó thì Hồ Tuấn Tài rất cố gắng để có một đường chọc khe dành cho Henrio. Suýt chút nữa thì tỷ số đã là 4-0 nghiêng về phía Topelec Bình Định. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Sức dướn rất tốt của Henrio. Đó là một pha dứt điểm có lẽ là như Zapolo. Pha xử lý thiếu chắc chắn và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Hồ Tuấn Tài đã chơi không thực sự quyết đoán. Pha dứt điểm của Xuân Nam, bóng đã trúng tay của Abung Kyon. Mặc dù cái cánh tay của trung vệ mà số 40 đã thu sát thân người. Xuân Nam. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Xuân Nam đã đánh lừa được Vũ Tuyên Quang. Sau khi để thủng lưới tới 9 bàn thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có được bàn thắng đầu tiên. Vũ Tuyên Quang dù đón đúng hướng trái bóng nhưng đã không thể cứu thua. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Xuân Nam ghi cho Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Và đúng lúc này trọng tài Trần Đình Thịnh đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút trên sân Thống Nhất. Topelec Bình Định đã đánh bại đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1.